Mẹ ơi, những năm tháng tuổi thơ ngày nào trong vòng tay yêu thương từng ngày, cho đời con bao nhiêu ngọt ngào. Giờ đây trong cơn mơ con luôn gọi mẹ, nơi bao la giữa dòng sông xanh, xin con ra trong bao cực nhọc, nuôi con khôn trong bao tình người bao la. Số phận dù cuộc đời sớm nắng chiều mưa, âu ơi âu ơ, như tình yêu không mơ mến nào cho hết được tất cả tình thương, một tình yêu mẹ dành cho con cả ngàn đời mãi mãi. Con có làm sao không hả con? Dạ. Con đau không? Dạ con đỡ đau rồi. Hôm qua lúc té con đau lắm, đau nỗi mà con ngất luôn. Rồi con có báo cho má con hay chưa? Dạ anh không cho con báo mẹ. Sao lại như vậy hả con? Dạ con chỉ sợ má con lo cho con thôi. Nhưng mà cái chuyện này con đâu thể giấu má con lâu được. Anh nói là để từ từ rồi báo. Lúc mà đưa anh vô bệnh viện á, mẹ anh gọi điện thoại quá trời luôn mà con không dám bắt máy. Bác hiểu, nhưng con càng cứ giấu má con lại càng lo lắng hơn. Nhưng mà má con thấy như vậy á, má con sẽ không chịu được đâu. Con tính á, đợi đỡ rồi con còn nói cho má con biết để cho má con an tâm. Nhưng mà bác sĩ nói là bao nhiêu lâu thì con xuất viện? Dạ cuối tuần đó mẹ. Con à, hay là bác tính như vậy đi, khi xuất viện xong con đừng về nhà trọ, về thẳng nhà bác nghe con. Dạ thôi. Sao lại thôi? Con bị như vậy đi đứng sinh hoạt rất là khó khăn, cứ về nhà bác, có bác và Uyên Nhi lo cho con sẽ tiện hơn. Anh chịu, em điện thoại gọi má anh lên á. Thôi. Nhưng con ngại phải không? Thôi bác tính vậy đi, cứ ở nhà bác, khi nào hết hẳn bệnh rồi con muốn đi đâu thì đi. Phải nghe lời bác, không được cãi. Con à, dạ. Đưa hồ sơ đây cho mẹ. Dạ mẹ. À, con ăn gì không? Dạ, con mới ăn rồi. Nhi, dạ. Vậy thì con ở đây chăm sóc cho Quốc nghe chưa? Mẹ lên phòng hành chánh sẽ xuống liền. À, con cũng phải gọi điện thoại cho má con biết nghe chưa? Không được giấu má con sẽ lo lắng đó. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn bác. Có gì đâu mà cảm ơn. Cứ nghỉ ngơi đi con. Tự nhiên lại xảy ra như thế này. Anh ngại muốn chết. Bây giờ không còn cách nào khác, anh nên phải làm phiền em với bác thôi. Có gì đâu. Anh không thấy là mẹ em rất là vui khi mà chăm sóc cho anh sao? Giống như là bà mẹ lo lắng cho con trai vậy đó. Ý em là sao? Thì mẹ đang dùng hết tình thương của anh hai vào cho anh đó. Có lẽ là sau bao nhiêu năm tháng miệt mài tìm kiếm mệt mỏi thì mẹ đã biết cách
xoa nhiều nỗi đau bằng cách khác rồi. Nhưng mà anh đâu phải là anh bảo gì đó của em đâu. Đâu có cần đâu, chỉ cần anh chấp nhận là mẹ vui rồi. Em nghĩ á, nếu như anh là thành viên trong gia đình của em thì hay biết mấy ha. Thành viên là sao? Em nói gì mà khó hiểu vậy? Đúng là người đầy bí hiểm. Thì là người thân trong gia đình của em, là con nuôi của ba mẹ em, là anh hai của em, có gì đâu mà bí hiểm. Chứ chứ gì mà chứ. Ủa vậy thôi, gì đâu mà phải cà lăm. Cái tôi ngày mai con đi Sài Gòn, dì có muốn nhắn gì cho anh Quốc không? Ủa, bay lên đỡ làm chi? Con đi chợ Kim Biên để mua ít đồ về làm công chuyện. Ừ, rồi con có điện thoại cho thằng Quốc chưa? Dạ chưa, con muốn lên bất thình lình để anh Quốc bất ngờ. Còn có vụ đó nữa hả? Dì có muốn gửi cho anh Quốc cái gì không? Ừ, có. Bây giờ con ở nhà nha. Con ở nhà cái gì đi. Dì chạy u ra ngoài chợ mua thức ăn cho nó. Hai tuần nay nó không về, chắc thức ăn cũng cạn hết rồi. Cả nhà giùm nha. Chà, chưa chật rồi, không biết giờ còn gì bán không ta. Cái nhà giùm nha. Đây là phòng của con cứ tự nhiên. Dạ, con cảm ơn hai bác. Thôi, đừng nói nhiều nữa, con cũng mệt rồi. Bây giờ, mọi người đi ra, cho con nghỉ ngơi nha. Dạ, con nghỉ ngơi ha. Cười cái gì? Ngồi đi. Nhà tôi ngồi. Anh có biết phòng này là của ai không?
của anh Bảo. Sao anh biết? Anh đoán như vậy. Ừ. Cái phòng này nè là mẹ em dành riêng cho anh Bảo và chờ đợi ảnh suốt 20 năm rồi đó. Vậy à? Ồ, đúng là anh Diễm Phúc thiệt. Anh đừng có nói anh xúc động quá rồi khóe mắt đỏ hoe đó nha. Đâu có đâu, tại bụi bay vô mắt vô. Không sớm đi ông. Ôi da, trời ơi. Trời ơi, đi giỡn mặt hả? Em xin lỗi. Thôi nghỉ ngơi đi, không phiền anh nữa. Đó, thế giới này là của anh đó Nhi. Ừ? Em nói với hai bác cho anh gửi lời cảm ơn nha. Được rồi, em đi nha. Tìm Quốc hả? Cô chưa biết gì sao? Quốc nó gặp chuyện rồi, đi bệnh viện rồi. Chào chị. Chị muốn tìm ai? Xin hỏi, đây có phải là nhà của chị Uyên Nhi không? Em xin lỗi. Tìm anh. Tôi không hiểu chị nói gì hết á. À, chị tìm anh Quốc hả? Anh Quốc đi tái khám rồi. Không sao, anh cũng khỏe rồi. Thôi thì vô nhà đi, lát anh về liền đó. Cảm ơn. Hả? Anh về rồi kìa. Ủa? Thảo? Em lên nào vậy? Chân Quốc bị sao vậy? Tại sao Quốc bị nạn mà không báo cho Thảo biết? Không sao đâu, em an tâm đi. À, anh đỡ rồi. À, giới thiệu với em, đây là bác Phương. Dạ, còn đây là Thảo, bạn cùng quê với con. Thôi vô nhà đi. Nè, sao em lên, sao em không điện thoại trước cho anh hay? Thảo tính hù Quốc cho vui. Rồi em lên vậy á, má có biết không? Biết chứ. Má mua cho Quốc nhiều thức ăn lắm. Nhưng lúc biết tin Quốc bị đụng xe, Thảo đã quăng ở nhà trọ hết rồi. Rồi em có nói má biết là anh bị cái chân không? Thảo báo liền. Trời ơi, tự nhiên không, tài lanh. Nói má hay làm gì? Quốc bị như vậy, làm sao không báo được?
gì đang lên Sài Gòn đó. Đó, thấy chưa? Rồi má lên đây á, má sẽ lo lắng cho mà xem. Ôi. Tại sao Quốc không ở nhà trọ mà lại về đây? Chuyện này á, mai mốt anh sẽ kể cho em nghe. Gì nữa? Thảo phải đi đón dì Tâm, mắc công dì chờ. Thôi để anh đi với em. Không được, Trần Quốc bị như vậy không đi được. Đợi một tí. Nhi ơi. Dạ. Anh nói nghe nè, bây giờ anh sẽ về nhà trọ, má lên em vô nói với bác một tiếng nha. Nhưng mà không kịp đâu, anh đi đó. Đi đi đi, nhanh lên. Anh Quốc. Bị sao không vậy hả? Con có bị sao không? Má ơi, má bình tĩnh đi. Con không có sao. Má lo quá à, có sao không? Không sao, không sao. Con chỉ bị chấn thương sơ sơ thôi. Thôi mình vô nhà đi má, đi. Vô nhà má. Cẩn thận đó con. Dạ. Từ từ đó con. Hây, cha trời ơi. Con tính giấu má tới lúc nào nữa chứ? Má thấy là không được rồi đó. Thôi thôi, bây giờ một là con về dưới quê, còn hai má lên đây ở với con luôn. Má. Má má cái gì? Má thấy không được rồi đó. Nhưng lần này cũng nhờ có gia đình của chị Uyên Nhi giúp mà. Ừ. Chị cái gì mà chị? Uyên Nhi nhỏ hơn Thảo mà. Nè, con phải dẫn má qua bên nhà bác ấy để cảm ơn người ta một tiếng. Trời Phật thương, trong lúc con hoạn nạn có người tốt giúp đỡ con. Chứ còn má ở dưới á, có gì sao má lo kịp. Dạ, má biết không, ba ấy tốt với con lắm. Nhiều khi á, con thấy ngại luôn á. Nè, má nghe con kể bác ấy có một đứa con trai thất lạc mà còn sống hay chết con? Bây giờ thì vẫn chưa biết tung tích như thế nào. Nhưng mà từ chuyện đó, bác ấy lúc nào cũng buồn phiền và làm bệnh kéo dài luôn đó má. Nhưng tại sao bác Phương lại thương anh Quốc như vậy? Có phải gì? Có thể là do dồn nén tình cảm của cậu con trai mà thất lạc 20 năm, cho nên bác ấy mới như vậy. Nhìn bác Phương rất là tốt bụng và hiền đó gì. Má có biết không, khi mà con bị như vậy nè, bác ấy nhất quyết là dẫn con về nhà để cho bác ấy chăm sóc. Con muốn từ chối mà từ chối không được. Đã như vậy á mà bác ấy còn con ở trong cái căn phòng mà bác ấy dành cho đứa con trai của bác ấy mà thất lạc 20 năm đó má. Ấy chết, vậy thì sao được con? Ôi, con thấy ngại lắm. Nhưng mà bác ấy tốt quá, con đâu có nỡ từ chối. Thôi được rồi, bây giờ con chờ má nha. Để má chạy ra ngoài đường mua trái cây đem qua biếu bác ấy. Chứ mình đem tay không qua coi cũng kỳ. Nghe tin bay cái tao chạy u lên đây nè, không có xách cái gì theo hết á, thiệt tình. Dạ. Ở đây với anh hay chưa? Má đi nha. Thảo thấy không chỉ có bác Phương mà ngay cả cô con gái cũng có tình cảm thật đặc biệt đối với Quốc. Uyên Nhi rất là tốt với Quốc. Thảo thấy mà. Thảo muốn nói sao? Tình cảm mà Uyên Nhi dành cho Quốc không chỉ đơn giản là của em gái dành cho anh trai. Đừng có nói bậy, không phải vậy đâu. Quốc tin Thảo đi. Linh tính của con gái nhạy lắm, nhìn là Thảo biết.
Dạ, cảm ơn bác uống nước. Ừ, cảm ơn con. Con là Quy Nhi phải không? Dạ. Cảm ơn con nha. Bác nghe Quốc kể nhiều về con lắm. Trời, con xinh gái quá à. Dạ, con có không bác? Ờ, nghe nói là mẹ không khỏe hả con? Dạ, mẹ con cũng đang trong thời gian điều trị. Hôm trước anh Quốc có cho con xem hình của bác trong máy ảnh á. Nhìn bác với ở ngoài không khác gì lắm á. Nè, con xuống rồi kìa. Ừ. Chào chị. Dạ, mời chị ngồi. Chị cứ tự nhiên chị. Dạ. Chồng chị cũng còn trẻ lắm. Chắc là ngày xưa chị đẹp mặn mà. Cháu Quốc giống ai vậy hả chị? Dạ thưa. Dạ Quốc giống ba nó nhiều hơn à. Cháu Quốc nó ngoan lắm chị à. Thoạt đầu nhìn cháu tôi đã có cảm tình ngay. À, thấy cháu một thân một mình ở trên đây tôi cũng thấy thương. Chắc cháu cũng kể về hoàn cảnh của gia đình tôi cho chị nghe. Dạ có. Dạ biếu nhà một ít trái cây. Dạ cảm ơn. Dùng để lấy thảo. Dạ. Tôi có nghe cháu Quốc nói nhiều về chị, cho nên tôi muốn gặp chị để cảm ơn chị đã có lòng thương và giúp đỡ cháu Quốc. Có gì đâu mà chị phải bận tâm. Thú thật với chị, tôi muốn nhận cháu Quốc làm con nuôi từ lâu, nhưng tôi vẫn còn ngại. Hay sẵn tiện dịp chị ở đây, tôi xin phép chị, nếu như chị đồng ý, tôi sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Chị à, có lẽ đi đường xa chị còn hơi mệt. Hay là tôi đưa chị vào phòng nghỉ. Dạ, xin lỗi chị. Sao tôi cảm thấy choáng váng quá. Chắc có lẽ là tôi bị say xe. Dạ, con à, đưa bác vào phòng của Quốc nghỉ đi con. Dạ. Dạ, mời chị. Cảm ơn con. Chị thấy đỡ chưa chị? Dạ tôi không sao. Đưa đây cho cô. Con à, đưa chị đi xuống nhà rửa mặt cho khỏe. Không sao đâu, để cô lo cho. Chị uống miếng nước chanh cho tỉnh. Dạ cảm ơn. Cảm ơn chị. Ngại quá. Tự nhiên lên tới đây thăm chị rồi lại làm phiền chị. Chị đừng ngại. Chị cứ nghỉ thoải mái ở đây. Căn phòng này là của cháu Quốc đang ở đó chị. Dạ. Yeah. Chị đối xử với nó tốt quá. Căn phòng này tôi đã để dành cho con trai mình. Nhưng chị tội cháu không có phước phần. Cháu nó bị mất tích chị à. Chị à, tại sao con trai của chị mất tích vậy? Lý do gì vậy chị? Cũng tại vì tôi. Tôi đã gửi con đến nỗi đã để con tôi bị thất lạc. Tôi là người mẹ tệ quá phải không chị? Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi nhắc lại làm cho chị buồn. Suốt 20 năm, lúc nào tôi cũng cảm thấy rất ân hận. Chỉ vì một phút nông nổi thiếu suy nghĩ, tôi đã để lạc mất con của mình. Không biết giờ này nó sống chết ra sao. Nếu như còn sống, con tôi cũng trạc tuổi cháu Quốc nhà chị. Chị sợ nó gặp người xấu,
thì đến chết tôi cũng không thể nào nhắm mắt được. Phải chi nó là thằng Quốc con chị thì hay biết mấy. Chị à, chị đừng có buồn nữa. Một người mẹ tốt như chị thì chắc chắn ông trời sẽ cho chị tìm lại con chị. Nhưng mà tôi hơi tò mò, tại sao chị lại phải gửi con chị để cho nó thất lạc vậy chị? Vì hoàn cảnh lúc đó tôi buộc phải gửi con cho một người giữ trẻ. Đến khi quay lại, bà ấy đã bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ. Còn thằng Bảo, con trai của tôi, thì biệt vô âm tích, không biết là hiện giờ nó đang lưu lạc nơi nào. Tôi không nghĩ đó là lần cuối cùng tôi được gặp mặt con mình. Con tôi quá nhỏ, nó không biết được mẹ nó ích kỷ đến chừng nào đã gửi nó để làm cô dâu trong ngày cưới. Chị à, chị còn giữ tấm hình nào của bé Bảo năm xưa không chị? Dạ còn. Đây nè chị, chị nhìn thằng nhỏ cái mặt có thấy thương không? Phương rồi bị trúng gió, say sẩm mặt mày. Chắc là do má bị say xe. Má ơi, bây giờ má thấy trong người như thế nào hả má? Dì nằm xuống cho khỏe, hay để con chạy ra ngoài mua thuốc tây cho dì? Ở đây có bán cháo không anh? À, bây giờ em đi ra đây, em về tay trái, sau em đi thẳng chút xíu ngay đầu ngõ đó thì bác Hai có bán cháo. Nhưng mà không biết là giờ này bác Hai đã dọn hàng chưa nữa. Nếu mà chưa thì em chịu khó chạy ra đầu đường đó, mé bên tay phải đó, nó có một cái tiệm tạp hóa. Em mua cháo ăn liền đi, rồi về nấu nước sôi, nấu lên cho má ăn đỡ, rồi để cho má uống thuốc nha. Về đi con. Dì nói gì? Đi về. Dì đang mệt, làm sao về? Má, sao về được hả má? Má đây vài hôm đi, chừng nào thấy khỏe trong người á, con sẽ đón xe cho má về dưới nha má. Thôi được rồi, để con chạy qua bên bà chủ á, con mượn cái chiếu nha. Quốc. Dạ. Đi về quê với má, thu xếp đồ đạc về gấp với má. Kìa má. Không ở đây một giây một phút nào hết. Má sao vậy má? Bây giờ sao con về quê được? Dì ơi, có phải dì muốn anh Quốc về dưới quê để cho dễ chăm sóc? Má ơi, con không có sao đâu mà, vài bữa nữa là con khỏe rồi. Với lại con còn nhiều việc ở công ty con chưa giải quyết nữa, cho nên con không có về quê với má được đâu. Con hứa với má là con sẽ không để cái tình trạng này xảy ra một lần nữa đâu. Má yên tâm nha má. Má biểu con về. Thank you.
Gì vậy con? Anh Quốc anh về quê rồi. Sao lại về quê? Anh nói là má anh bắt về gấp, rồi anh chưa kịp nói với mẹ một tiếng, anh nói là cho anh xin lỗi mẹ. Đẹp quá à, đưa gì coi cái to trụ đẹp quá hả con nè. Không biết sao mà giờ này mẹ nó chưa đến đón nó nữa, không biết. Trời ơi, thằng nhỏ nó dễ thương quá à. Con ha, mà có đứa con vậy ha, chắc con bỏ công ăn việc làm tối ngày nựng hung nhỏ riết vậy đó. Mà lấy nào mà ráng mà đẻ một cục rồi mày nựng. Ồ, để nựng con ba. Thôi nha, thôi nha. Nè. Hả? Con ở nhà con dùm bảo nha. Đi chạy ra mua một bịch xà bông giặt đồ nha. Dạ. Ôi trời ơi, nè nè con. Cùng quá à, con hoài không biết chán cho bé Bảo nha. Mẹ coi sắp sửa lại nước con về rồi nè. Nè, tao xin cho mày được tấm hình nè. Ủa, dì nói sao mà má đưa hay quá vậy? Trời đất ơi, thì tao nói tao chân ở trong tủ kiến chứ không lẽ nói cho mày. Nè, coi. Trời ơi, nè bé Bảo nè. Ôi bé Bảo dễ thương quá, chụp hình dẹp quá, không thấy nữa coi. Trời ơi, thương quá. Coi vậy chứ mà, méo le lắm nè. Đụng chạm nha. Chị nói con hả? Trời đất ơi, tao nói nó chung là nó mày chi ạ? Nó là sao? Ba má của nó ly dị, mẹ nó muốn bước thêm một bước nữa, nhưng mà không dám đưa nó về bên chồng. À, cho nên mày thấy nó ở với tao thường nè. Rồi, con hiểu rồi. Có nghĩa là má nó có chồng mà không muốn cho bên chồng biết là có đứa con riêng, phải không? Không phải là nó giấu chồng, mà nó giấu gia đình bên chồng. Cái thằng mà chở mẹ con nó tới hoài đó là cái thằng đó là thằng chồng mới chứ không phải ba nó đâu. À, con biết rồi, thì ra vậy. Cũng éo le thiệt bé Bảo ha. Ủa, nhưng mà nếu vậy á, mai mốt ở về nhà chồng á rồi bà để nhỏ cho dì nuôi nít dì hoài sao? Tao cũng không biết mẹ nó tính sao nữa, nhưng mà tao nghe nói là tháng sau này đám cưới rồi đó, cho nên mẹ nó mới gửi tao ở qua đêm nè. Sao dì biết? Không lẽ rồi đám cưới rồi đưa nó ra chụp hình với chung với cô dâu vô rể sao? Vậy mà cũng được sao? Hả? Đàn bà gì á mà mê trai quá. Không cưới thì thôi, cần gì phải cưới? Con mình thì mình nuôi, lẽ gì phải sợ, đúng không? Mày hay quá. Mày có ở trong chăn ở đâu mà mày biết chăn có rận. Mỗi một người á có một hoàn cảnh, không có ai giống ai. Bánh ngọt không nha. Bánh mua đồ chơi gì nữa. Nè, thấy má nó thì tao cũng tội nghiệp. Con đi chơi bà, đi bảm đi. Dĩ nhiên rồi, như vậy á thì dì mới có thêm tiền để giữ trẻ, thấy không? Ôi, đàn bà gì đó mà tệ quá, con thấy không được rồi.
Ôi trời ơi, có con mà không dám nuôi con. Nè, không cần mẹ. Dì nuôi con nha, bác bảo nha. Dì dẫn con đi mua đồ chơi nha. Mày nói chuyện tào lao quá. Đi chơi nha, chơi chạy bé 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 bé. Trời ơi, nặng quá. Con có chuyện con đi vài bữa với hai câu trong bé bảo giùm con nghe dì hai. Được rồi, không sao đâu con. Bé bảo nó dễ thương vậy, rồi tối nó ngủ với tôi được mà. Dạ, con cảm ơn dì. Chừng vài bữa con xong việc là con về liền nghe dì. Nhưng mà tối á, dì hai cho bé bảo á, để cái bô ở gần bé. Tại vì tối con nó hay đi tiểu đêm lắm. Mà nếu mà bô mà xa quá đó, bé nó tỉnh giấc là khó ru ngủ lại lắm nha dì hai. Mà cô đi khoảng tuần lễ về không? Dạ, chỉ ba bữa thôi dì hai. Đi có ba bữa mà căn dặn kỹ càng làm như là muốn bỏ con luôn vậy đó. Tạm biệt con. Chào mẹ cái đi nè. Chào mẹ, tạm biệt mẹ đi. Mẹ đi nha, con đi nha dì. Không có sao hết á, cứ đi đi. Không sao đâu. Ở với bà nha. Con thương bà. Mẹ đây. Mẹ đây, mẹ thương, mẹ thương con mà, mẹ thương mà. Đồ chơi của con này nè nha, mẹ thương nha. Mẹ thương. Sao đâu con, đi đi. Con yên tâm đi đi, không có sao đâu, không có sao đâu. Đi. Ôi mẹ thương con mà. Có bà đây nè. Ôi đừng hiệp con, có bà đây nè con. Tâm thấy con khóc vậy mà cũng bỏ đi. Mê lấy chồng đến mức bỏ con để người dưng nuôi vậy à? Trên đời này chắc có bà mẹ này có một không có hai. Bà đám cưới rồi, bà đâu thèm nhớ bé Bảo đâu. Ôi trời, bà không cần. Có má Tâm, má Tâm thương bé Bảo nha. Con má Tâm cái cây. Con má Tâm, má Tâm dẫn một bánh nè. Trời ơi, con chết rồi. Con có chuyện gì vậy? Ông ở dưới quê, ông làm xảy ra chuyện rồi. Mà xảy ra chuyện gì trời ơi? Dì hai nói làm sao con biết chuyện gì mà làm gì quýnh quán như vậy, chuyện gì? Trời ơi, ông ở dưới quê á. Nếu mà tao không về kịp á, ông bị cái đám đầu gấu nó quýnh ông chết. Bây giờ tao phải đi mới được. Trời ơi, khoan bình tĩnh đi rồi còn thằng Bảo sao? Hả? Bảo hả? Nhà sao? Nè, mày nhớ mày đóng cửa mình tao nha. Rồi. Nè con. Ủa, mà sao được? Đem nó về dưới quê á, rồi ở dưới quê đang xảy ra tùm lum chuyện nữa. Rồi dẫn nhỏ đi sao được? Thôi, thảy nó qua má đại đi. Ơi, đừng nói bậy nè. Mày qua bởi mày đang đặng mày phá đám cưới người ta sao? Vậy cái giờ sao đây? Bây giờ mày thôi mày giữ nó người tao. Ê, ngày mai tao lên liền chứ không thôi ông giữ ông chết. Rồi, trời ơi. Không. Tôi giữ đó, tôi cho tôi biết uống sữa gì vậy? Thì mày cứ tự lo liệu lấy á. Trời ơi, ông ở dưới, ông chết ở dưới kia. Nè, dì hai cho nó uống sữa gì? Hả? Trời ơi, bỏ đi, ông chịu nói tiếng nào hết á. Nè, bình thường ở nhà dì hai cho con uống sữa gì? Trời ơi, mà sao không biết vậy? Hả? Trời, cái gì không biết nói gì á. Trời ơi, cho nhỏ uống sữa gì vậy? Ôi thôi, không sao nha. Vài bữa nữa bà về với con nha. Ở với má Tâm nha. Ôi, sữa gì thế trời? Đi xa. Ê,
đi đâu, thôi đừng đi. Ở đây dì Tâm nha, đừng đi, vài bữa năm bà hai về nha, đừng đi đâu nha. Ôi, chắc ôi sức ơi, thường bà bảo quá, đừng đi nha. Hả? Thôi, ở dì Tâm. Bà hai mà tiếc á, đâu mà lâu quá không lên ta. Nói đi một ngày thôi lên liền à, mất tiêu, mất tích luôn à. Trời, không lẽ bà cũng bị tụi đầu gấu miệt vườn xử luôn sao ta? Còn mẹ con nữa, không nhớ gì tới con đâu. Mẹ đâu mà vô tâm, hạnh phúc quá, quên hẳn mình có đứa con này rồi. Biết vậy bữa hả, vì ẩm con đến thẳng đám cưới á, quậy cho bỏ ghét. Mà làm vậy chi, tội nghiệp con thêm thôi à. Ơi mặt mày sáng sủa quá mà sao xấu số. Có bà mẹ đâu mà tệ ơi là tệ vậy đó. Ý là chưa kể, mai mốt mà hả, con về con ở chung với họ, cha ghẻ của con á, đánh đập đầy đọ hành hạ con đủ điều hết đó. Sao nghĩ tới đó thấy thương hơn hết sức vậy đó. Tương lai mù mịt đen tối, chưa kể là sau này đó, mẹ của con lại có con riêng với thằng cha mới của con á, lúc đó con bị ra về là cái chắc rồi. Con sẽ bị đối xử ghẻ lạnh, hành hạ con, đánh đập con, thậm chí họ sẽ bỏ đói con luôn. Chà, sao bên đường nào con cũng buồn hết vậy con? Tội quá à. Sao ta? Ha. Mà tương lai của nó là do mình trong tay định đoạt. Không thể nào để cho con có cuộc sống bi đát vậy được. Chẳng lẽ thấy con chết mà dì không cứu con sao phải không? Mà hồi nào giờ dì có làm chuyện gì ra hồn đâu. Được rồi, kỳ này á, dì sẽ ra tay làm phúc, cứu lấy số phận của con. Đợi dùm chút. Bé Bảo, dì sẽ cho con sống bình an nha. Đi, đèn bánh nha. Đi. Vâng, gọi lên, giỏi dì thương. Đi. Đi cả. Từng ngày xa mẹ xa quê, lòng con mong nhớ từng ngày, nhớ về con đò quê nhà, ngày ngày chớ mẹ qua sông, ngày ngày trông về nơi xa, nơi quê hương lu kéo từng ngày, mái nhà nơi làng quê nghèo che chở sang nắng chiều mưa. Mẹ thương con bao la biển rộng, con yêu mẹ như muối mặn biển đông, như dòng sông trôi về cội nguồn, nơi tình mẹ thắm mát đời con. Mẹ thương yêu quê xa có biết, con nơi đây thương nhớ từng ngày, nhớ ngày xưa bên người trẻ làng, tiếng âu ơ câu hát. Sống trôi về cội nguồn, nơi tình